gặp mặt thế là hết năm này. Ngoại phố buôn bán mua đắm mê say, chợ xuân ngân nga chỉ muốn về nhà. Thế là Tết đã đến thật gần, cảm giác nao nức vẫn giống bao lần. Chợ hoa đông vui, người đi người tới. Trên TV bạn muốn khúc ca bài vui như Tết ấy mà. Ba đang xem nhận hỏi Tết Việt, mẹ ngồi nấu bánh trước hiền, cả nhà thật tình yêu. Tết phải có bên một dài cánh hoa đào thắm và bánh trưng bày. Dù xưa ai nay vẫn sẽ là như vậy. Tết là để ở bên gia đình, nhất Tết truyền thống của lớp non mình. Dù đi đâu xa Tết phải về nhà. Chợ xuân ngân nga chỉ muốn về nhà. Thế là Tết đã đến thật gần, cảm giác nào nức vẫn giống bao lần. Chợ hoa đông vui, người đi người tới. Trên TV bạn muốn khúc gạo bài vui như Tết ấy mà. Ba đang xem nhận hỏi Tết Việt, mẹ ngồi nấu bánh trước hiền, cao giá thật tình yêu. Tết phải có bánh một dài cánh hoa đào thắm. Sẽ là như vậy. Tết là để ở bên gia đình, nhất Tết truyền thống của lớp non mình. Dù đi đâu xa, Tết phải về nhà. Tết phải có bánh mứt dài, cánh mai đào thắm. Dù xưa ai vẫn sẽ là như vậy.